Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề đó là Đức Chúa Trời ở gần, dựa trên câu gốc Kinh Thánh Thi Thiên chương 145 câu 18. Lời Chúa chép rằng: Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài. Amen. Bất kể chúng ta phải đối mặt với điều gì, chúng ta luôn có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời, đấng không hề thay đổi. Chúng ta chỉ cần thành thật kêu cầu Ngài. Cầu nguyện bằng lẽ thật đòi hỏi phải nhận ra sự tan vỡ của chính mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần chấp nhận và thừa nhận rằng không có điều gì chúng ta đã làm khiến chúng ta xứng đáng được nói chuyện với đấng tạo hóa của vũ trụ. Đức Chúa Trời đến gần chúng ta vì Ngài là đấng tốt lành, nhân từ, thương xót và khiêm nhường, và chúng ta thành thật kêu cầu Ngài khi chúng ta hạ mình phục tùng ý muốn của Ngài và thực sự vui mừng nơi Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta cần kêu cầu Ngài một cách hoàn hảo. Chúng ta không thể. Chúng ta chỉ cần đến với con người thật của mình và thừa nhận nhu cầu sâu thẳm của chúng ta về ân điển, lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Bạn không cần phải có mọi thứ trong cuộc sống. Bạn không cần phải thoát khỏi lo lắng, trầm cảm hoặc sợ hãi. Bất cứ lúc nào bạn thấy nhu cầu của chính mình, Đức Chúa Trời muốn bạn nói chuyện một cách chân thành và có chủ đích với Ngài. Và mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được Đức Chúa Trời đang ở gần, nhưng Thi Thiên nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ đến với bất cứ ai kêu cầu Ngài. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào cảm xúc hay nhận thức của chúng ta về hoàn cảnh. Ngài ở gần dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không. Vậy hôm nay hãy đến với Đức Chúa Trời đấng yêu thương bạn. Hãy đến gần Đức Chúa Trời và để Ngài đến gần bạn. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Hôm nay bạn sẽ thành thật kêu cầu cùng Đức Chúa Trời như thế nào? 1. Tôi sẽ kêu cầu Ngài qua lời cầu nguyện. 2. Tôi sẽ viết ra những suy nghĩ của mình cho Ngài. 3. Tôi sẽ không cố gắng che giấu nỗi đau hay sự tức giận của mình. Thay vào đó tôi sẽ trình bày chúng với Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn hãy chọn một trong 3 đáp án thì mình sẽ chọn đáp án thứ 3. Tôi sẽ không cố gắng che giấu nỗi đau hay sự tức giận của mình. Thay vào đó tôi sẽ trình bày chúng với Đức Chúa Trời. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài đã ở gần. Ngài nghe thấy chúng con khi chúng con kêu cầu Ngài và Ngài trả lời chúng con. Chúng con biết điều này, nhưng đôi khi chúng con không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hoặc chúng con thắc mắc về câu trả lời của Ngài. Trong những giây phút đó, xin hãy nhắc nhở chúng con rằng Ngài là nguồn sức mạnh của chúng con. Xin cho chúng con thấy rằng Ngài quan tâm chúng con, ngay cả khi chúng con không cảm nhận được Ngài đang ở gần. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin lành cho nhiều người biết đến tình yêu của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.